Vâng, xin chào tất cả mọi người. Em Sáng đang đứng trực tiếp tại xưởng cơ sở sản xuất đồ gỗ cao cấp Sáng Trang để giới thiệu, chia sẻ tới các bác về những bộ minh đế vô cùng tuyệt vời các bác ạ. Đây là một bộ sofa minh đế 10 món các bác nhé. Được cơ sở đồ gỗ Sáng Trang làm cho đơn đặt hàng của một anh trai ở Thanh Hóa. Và rất vui mừng bởi vì hôm nay là đúng ngày 23 Tết ông Công ông Táo. Nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của một người làm nghề, cùng với nỗ lực của em Sáng và tất cả những cộng sự của đồ gỗ Sáng Trang đang nỗ lực từng ngày để kịp cho kịp đơn hàng, vội nhưng mà phải chuẩn các bác nhá. Đó, hàng thời gian thì rất gấp nhưng mà cái quan trọng nhất là chất lượng để lên hàng đầu các bác ạ. Sau đây em Sáng sẽ chia sẻ mọi người về những cái quá trình mà bên đồ gỗ Sáng Trang đang bước vào công đoạn, nó là gì, công đoạn gắn keo các bác nhá. Đó, hôm vừa rồi thì em Sáng chia sẻ tới các bác rất nhiều các công đoạn của những người thợ bên em, từ khi mà mua gỗ pha phôi cho đến khi vào mọng này, cho đến khi vào mặt ván này. Và đây là cái công đoạn mà gắn hàng các bác ạ. Đó, các bác thấy nhá, để kiểm tra mọng mạng thì các bác hết sức yên tâm, bởi vì đến cái đồ gỗ Sáng Trang thì các bác sẽ được trải nghiệm rất nhiều các phân khúc tuyệt vời, đặc biệt là trên nền tảng chất liệu gỗ mun nào các bác ạ. Đây, các bác thấy này, đây là những chiếc ghế mà em trai vừa gắn xong các bác nhá. Đây là vừa gắn xong này. Đó, bây giờ chỉ chờ chiếc keo thôi đấy. Ví dụ như bây giờ là 6 giờ các bác nhé. Bây giờ là 6 giờ tối các bác ạ. Gắn keo thì đến tận sáng hôm sau thì keo mới chết. Đấy, keo này là keo AB, cực kỳ tốt luôn các bác ạ. Đó, để giới thiệu các bác, đây là cái quá trình mà bên đồ gỗ Sáng Trang đang bước vào công đoạn gắn hàng các bác ạ. Đây, các bác thấy này, vô cùng tuyệt vời các bác nhé. Đó, chất lượng gỗ mun nào thì rất đẹp, phải nói như vậy luôn. Đây, mọng đây các bác này. Đấy, với một cái vai minh đế các bác nhé. Đây là cái vai của đoạn các bác ạ, vai của đoạn, nhưng mà lỗ mọng chi chít, lỗ mọng các bác ạ, tất cả đều là những lỗ mọng liền hết các bác ạ. Đó, các bác thấy không, nhỏ nhưng có võ các bác ạ. Em Sáng vẫn nói về ghế minh đế rồi, đây là một trong những dòng ghế kết tinh hội tụ của mọi cái tính thẩm mỹ các bác ạ. Xuất phát thì từ thời nhà Thanh, nhà Minh, nhưng mà ghế minh đế thịnh hành nhất là từ thời nhà Minh bên Trung Quốc các bác ạ. Cho tới tận ngày nay thì những cái con người như em Sáng và rất nhiều người khác cùng làm nghề có tại quê hương đồ gỗ Sáng Trang vẫn cứ làm những cái ghế minh đế như thế này. Nhưng mà mỗi một ngày, mỗi một thời gian trôi qua, ghế minh đế nó đều có một kiểu dáng đẹp. Bởi vì sao? Bởi vì với sự sáng tạo của con người là vô kể các bác ạ. Cách tân, đó các bác ạ, cách đây khoảng độ 10-15 năm, dáng ghế minh đế thì nó không đẹp như bây giờ đâu các bác. Đấy, bởi vì em Sáng có rất nhiều những người anh em ngày xưa cũng làm, và bây giờ bản thân mình xem lại những cái ghế minh đế ngày xưa mình làm cách đây khoảng độ 15 năm, nó đã khác rồi, nó không được đẹp đâu các bạn, thật sự là như thế. Dáng gấp nó không được cong, nó không được dẻo, không được mềm, không được mại các bác ạ. Đó, các bác thấy này. Đó, các bác nhá, khi mà đóng vam này các bác này, phải đệm cái gỗ vào đây. Đấy, nếu như mình không đệm gỗ vào đây, cái đầu vam nó chạm vào cái phần vai này, nó sẽ bị lõm gỗ, sứt gỗ, nó xấu các bác ạ. Đấy, đấy là một trong những cái mẹo mà em Sáng chia sẻ tới mọi người luôn. Và đây này, chia sẻ với mọi người này, đấy, cách mà gắn tua nhé. Đấy, chia sẻ kinh nghiệm luôn cho những anh em gắn hàng đây này. Đó các bác ạ, đây là cái lạt dành cho những em chưa lan chưa va các bác nhé. Đấy, chưa lan chưa va thì đây là sự sáng tạo của một em trai thợ bên đồ gỗ Sáng Trang luôn. Đấy, thay vì các bác chốt đinh này, các bác gắn keo chấm keo, thì các bác dùng cái lạt này rất tuyệt vời luôn. Đó, có những cách thức làm hết sức tuyệt vời các bác ạ. Phần gỗ rất đẹp các bác ạ. Đây, em quay trực diện. Đây nhá, cái dáng này các bác thấy không, chân cực kỳ cong luôn. Đó, chân trọi chữ A, ván mặt rất đẹp. Bộ minh đế này ít nữa lên hàng hoàn thiện xong, em Sáng nghĩ đây sẽ là một siêu phẩm để đời các bác ạ. Đó, rất tuyệt vời, bởi vì được một anh trai Thanh Hóa đã trực tiếp ra tận nhà em Sáng để đặt đồ các bác ạ. Đó, để đặt đồ thì cũng sắp sửa kết thúc rồi, chỉ còn một tuần nữa là chúng ta sẽ bước sang một năm mới 2024. Thì em Sáng nghĩ những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này sẽ được rất nhiều quý vị anh chị em đón chờ ở 2024 các bạn. Nói về nội thất Trung Hoa thì em Sáng là một trong những người con làm rất nhiều trong những thời gian qua, từ bé đến lớn đã tiếp xúc rồi. Thế nên là em Sáng muốn tư vấn mọi người là cái quan trọng nhất, nội thất nó phù hợp với không gian. Nếu các bạn đã xác định chơi những dòng nội thất Trung Hoa thì các bác nên chơi cho em Sáng những cái sản phẩm ví dụ như là ghế minh đế này, ghế tai quan, ghế cờ bạc, rồi những cái bàn bao công, những cái tủ rích rác bày đồ. Bởi vì sao? Những dòng ghế này nó có cái công năng sử dụng rất hay. Bởi vì thứ nhất là cái diện tích
thì những cái dòng sản phẩm như thế này nó không kê, không tốn diện tích các bác nhé, không tốn diện tích đâu. Đó, mà đặc biệt những cái ghế này thì các bác có thể dê đi dê lại, các bác có thể thiết kế phòng khách được, phòng ngủ được, phòng trà được. Đặc biệt là những các bác ở nhà chung cư các bác nhé. Đó, với xu thế ngày nay thì những căn hộ chung cư mọc lên rất nhiều. Đó, mà em Sáng bán cho những người ở chung cư cũng rất nhiều rồi. Bởi vì đôi khi những các bác chưa dùng đồ gỗ lại thất theo kiểu Trung Hoa, thì các bác cứ nghĩ rằng là những các bác ở nhà chung cư ấy, thì thường thường là chơi những dòng gỗ ví dụ như là gỗ công nghiệp, nhưng mà không phải đâu các bác. Đấy, nhà nào thế các bác có điều kiện, chẳng qua các bác chưa có điều kiện thôi. Nếu các bác có điều kiện, các bác chơi những dòng gỗ tự nhiên, gỗ mun nào, gỗ chắc, gỗ cẩm lai, thì em Sáng nghĩ nó quá tuyệt vời luôn. Đấy, trường tồn mãi mãi theo thời gian mà giá trị càng ngày càng tăng các bác ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đó, những cái dòng gỗ này có phải lúc nào có đâu các bác ạ. Không bao giờ có các bác nhá. Đấy, còn cái gỗ công nghiệp thì chúng ta có thể nhân bản hàng loạt, như dòng gỗ tự nhiên, những cây gỗ như thế này sẽ không bao giờ có, em Sáng khẳng định. Thế nên các bác yên tâm là mình dùng đồ là dồ chuẩn thôi. Quá chuẩn luôn các bác ạ. Và đặc biệt được những người thợ anh em làng nghề vô cùng tuyệt vời. Đấy, làm nên những sản phẩm như này mộng mạng thì tuyệt vời, cam kết hàng không bán đinh nữa các bác nhá. Đó, các bác thấy đinh ở đâu em cho các bác bộ ghế luôn. Thế các bác đỡ phải hỏi em Sáng. Nhiều khi em Sáng cũng hay trả lời các bác có những câu hỏi nào thì có đinh có yếc gì không. Cái đấy thì em Sáng khẳng định luôn để các bác yên tâm về chất lượng hàng. Rồi, em Sáng chia sẻ từ quý vị anh chị em. Đây là cách mở đồ bên đồ gỗ Sáng Trang gắn các bác nhá. Đó, nếu các bác có thời gian, thật sự em Sáng vẫn nói rồi, các bác có thời gian các bác lên qua trực tiếp cơ sở đồ gỗ Sáng Trang. Có địa chỉ tại khu vực làng nghề đồ gỗ Kim Thiều, Hương Mạc, Phủ Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh để được thẩm đồ các bác nhé. Ở showroom cửa hàng nhà em Sáng có rất nhiều những món đồ tuyệt vời. Và đặc biệt em Sáng là người cực kỳ năng động. Thật sự là như thế, bởi vì em Sáng làm rất nhiều loại gỗ, không phải riêng gì gỗ mun nào các bác ạ. Đó, từ những loại gỗ cao cấp, gỗ xưa, gỗ chắc, đó, gỗ chắc này, gỗ cẩm lai này, gỗ mun nào, gỗ hương nào các bác nhớ. Và đặc biệt những dòng gỗ phổ thông, gỗ gụ này, gỗ gõ này, gỗ hương đá. Đó, thì em Sáng vẫn nói rồi, quan trọng nhất là phân khúc tài chính thôi. Kể cả những cái ghế như thế này làm bằng gỗ chắc, gỗ xưa hoặc là gỗ gụ, dáng vẫn như nhau. Bởi vì sao? Thứ nhất là dáng bên đồ gỗ Sáng Trang làm là dáng chuẩn rồi, theo tiêu chuẩn xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Cái thứ hai là chính những người thợ như thế này làm các bác ạ. Và mẫu mã như một. Cái quan trọng nhất là gì? Cái chi phí nó sẽ giảm đi để phù hợp với nguyên vật liệu thôi các bác ạ. Rất tuyệt vời các bác nhé. Đó, sẽ còn rất nhiều siêu phẩm đón chờ năm 2024 nữa mà em Sáng sẽ bật bí từ từ để quý vị anh chị em cảm nhận được cái sự chân thật cũng như là những cái giá trị mà bên đồ gỗ Sáng Trang truyền tải. Các bác ạ, em Sáng vẫn nói rồi, đến với đồ gỗ Sáng Trang các bác sẽ được trải nghiệm rất nhiều các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, chân thật. Thật có nghĩa là gì? Thật từ loại gỗ cao nhá. Ví dụ em Sáng nhận các bác ở gỗ gì thì em Sáng sẽ làm gỗ đấy. Đây các bác này, ví dụ ở gỗ mun nào thì em Sáng sẽ làm toàn bộ chất liệu gỗ mun nào, không bao giờ còn lẫn bất kỳ một thanh gỗ nào khác các bác ạ. Thế nên các bác yên tâm về điều đó. Đấy, không bao giờ có. Ví dụ gỗ cẩm lai là gỗ cẩm lai nào luôn. Đấy, chứ không phải là mình lẫn một vài thanh gỗ cẩm nam phi để làm gì cả. Đấy, bởi vì trên thị trường hiện tại có rất nhiều các đơn vị làm lung ta lung tung, em Sáng nói luôn. Thật ra thì bởi vì khách hàng, không phải khách hàng nào cũng là những khách hàng thông thái. Chỉ có những người làm đồ, người ta biết được thôi. Còn khách hàng đôi khi không phải khách hàng nào cũng nhận biết được. Thế nên là gì? Mình làm đồ mình phải có cái tâm các bác ạ. Đấy, đây như em An đây này vừa nói này các bác ạ, làm đồ phải có cái tâm các bác nhá. Đấy, từ những người thợ đấy, ngay từ những người thợ, những người anh em làm phải nói phải như vậy. Bởi vì em Sáng vẫn nói mọi người rồi, em Sáng làm đồ gỗ làm cả đời. Thế các bác cứ yên tâm vào sự đồ đồ, không gì phải suy nghĩ đâu. Chỉ có điều là mình có nhiều tiền thì mình sử dụng gỗ chắc, gỗ cẩm lai, gỗ xưa. Còn mình có phân khúc bình thường thì các bác sử dụng gỗ gõ, gỗ gụ, gỗ hương đá. Nhưng cái quan trọng nhất thì phải tìm được đơn vị uy tín các bác ạ. Đấy, làm phải chuẩn, mẫu phải chuẩn, hoàn thiện phải đẹp. Nó mới xứng tầm, xứng đồng tiền bát gạo các bác ạ. Đó, các bác thấy này. Hết sức tuyệt vời các bác nhé. Đó. Trong năm vừa qua thì em Sáng cũng làm rất nhiều các dòng sản phẩm trên nền tảng chất liệu gỗ mun nào rồi các bác ạ. Đó. Từ những cái tủ rượu này, những cái kệ tivi, những bộ bàn ghế. Và đây là bộ minh đế trên nền tảng chất liệu gỗ mun nào. Đây các bác thấy này, vách này, cùng một cây này các bác này. Đó, cùng tranh vậy. Các bác cứ để ý bên đồ gỗ Sáng Trang làm, tất cả đều có cái dụng ý mà em Sáng đưa vào cái sản phẩm của mình. Đây là hàng mộc các bác nhá. Em Sáng thích quay hàng mộc. Bởi vì sao?
Bởi vì mình làm chuẩn rồi, mình không có gì mình phải suy nghĩ, mình phải giấu giếm mọi người cả. Đấy, cứ hàng mọc như thế nào thì lên hình như thế. Chỉ có điều là sau này nó sẽ đẹp hơn thôi các bác ạ. Chắc chắn là phải đẹp hơn. Đó, mọc đã đẹp như thế này rồi các bạn. Hết sức tuyệt vời. Dáng ghế Minh Đế phải nói là đẳng cấp các bác ạ, quá đẳng cấp luôn. Đây là một trong những mẫu ghế huyền thoại nhất của dòng nội thất Trung Hoa. Đó, chính vì vậy tại sao mà mỗi lần cụ Trọng nhà mình, bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi lần mà sang hội đàm với cả cụ Tổng Bí thư Tập Cận Bình, đấy các bác thấy này, đâu có gì phải to tác đâu. Làm gì các bác có phải mang những bộ rồng đỉnh, những bộ hoàng gia, rồi gì những bộ hàng hoàng gia vách đặc ra để làm gì? Chính những bộ ghế Minh Đế như này các bác ạ. Đấy các bác thấy không? Hai cụ ngồi thẩm trà trên ghế Minh Đế. Đấy mới là những bậc cao nhân các bác ạ. Thật sự là như thế luôn. Người cao nhân ý, bậc cao nhân, bậc vĩ nhân, người ta ngồi những cái ghế nó cũng phải thể hiện. Đó. Và cái niềm vui, thật sự là cái niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời thợ mộc của em Sáng. Mình tạo lên những cái giá trị tuyệt vời các bác ạ, thật sự là như thế. Đó. Mình tạo lên những giá trị tuyệt vời. Tất nhiên thì em Sáng không phủ định là những cái dòng ghế hoàng gia nó to, nó cồng kềnh, mỗi một cái nó đều có cái nét đẹp riêng. Ý của em Sáng nói ở đây là gì? Nói đây là những bộ Minh Đế này nó thể hiện được cái sự thanh tao, thể hiện được cái chiều sâu của sản phẩm các bác ạ. Nhỏ như có võ, đó là một điều mà em Sáng chia sẻ tới quý vị anh chị em. Còn với dòng ghế Minh Đế này, được cái là các bác setup phòng đơn giản lắm các bác. Phòng nhỏ các bác setup bộ 3, phòng lớn thì các bác setup bộ 10, bộ 12 các bác ạ. Đó, mà kê theo cái dòng ghế Minh Đế này nó không bao giờ lỗi mốt các bác ạ. Đó, các bác hình dung này. Bởi vì khi mình setup phòng ấy thì cái diện tích nó vô cùng quan trọng. Đấy, vô cùng quan trọng luôn. Thế nên là cái tính thẩm mỹ của đồ gỗ Sáng Trang bao giờ vậy? Em Sáng tư vấn cho các bác tùy theo cái sở thích của các bác này, tùy theo cái căn phòng mà các bác định setup, để làm thế nào bộ ghế của đồ gỗ Sáng Trang nó toát lên được cái tính thẩm mỹ cao, nó tôn vinh vẻ đẹp của giá trị căn phòng, mà đặc biệt nó tôn vinh được cái sự sang trọng đẳng cấp của gia chủ khi người ta lựa chọn những dòng sản phẩm như thế này. Và một lần nữa em Sáng xin trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị anh chị em nhà mình đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành cùng đồ gỗ Sáng Trang trong năm 2023. Và một cái định hướng mới 2024 sẽ còn rất nhiều các siêu phẩm đồ gỗ khác mà em Sáng muốn chia sẻ tới mọi người. Chào thân ái.